Xin chào mọi người nhé. Video này mình giới thiệu cho các bạn con dao Gyuto, hàng rèn thủ công của làng dao Tosa nhé. Thì cái dòng dao này thì nó lại không có vỏ nên là cái giá thành của nó được giảm khoảng 50% từ xưởng nhé. Mình nhập cái hàng không có vỏ này từ xưởng nên là giá sẽ rẻ hơn rất nhiều. Bởi vì nhu cầu của anh em Việt Nam mình là cũng muốn sử dụng một con dao mà sắc bén và là của Nhật xịn. Mà yêu không cần vỏ hộp thì dùng loại này rẻ đi rất là nhiều tiền nhé. Như các bạn thấy thì con dao trước mặt của mình ấy thì là một con dao Gyuto lưỡi 21 cm nhé, kẹp 3 lớp thép và nó được sử dụng lõi thép này, có nghĩa là cái lưỡi cắt này này là siêu thép giấy xanh nhé. Ở đây là dòng chữ Aoigami Super nhé. Super Aoigami ấy thì là siêu thép giấy xanh, là dòng thép carbon có HLC là khoảng 64 đến 65 nhé, là một rất là cao, giữ độ giữ bén rất là tốt. Thì con dao này theo mình đánh giá thì là độ hoàn thiện được khoảng 95% nhé. Vì cái này này họ ốp thép không gỉ, loại vừa tiền đấy, nên là con dao sẽ nhìn lên nó rất là thô đấy. Mình đánh giá thật sự luôn là nhìn rất là thô, nó không được mỹ miều. Như bù lại là nó được sử dụng cái siêu thép, bởi vì cái mức giá của một con dao sử dụng siêu thép ấy mà nó chỉ bằng một con dao mức giá của thép thường thôi ấy. Nên là mình không thể đòi hỏi nó cao sang mỹ vị đẹp đẽ được hơn một chút nào nữa. Nhưng mà bù lại con này được một cái cán gỗ lâu này, gỗ này là gỗ hạt rẻ nhé, được xưởng ghi là gỗ hạt rẻ, cái tem này là ghi tên xưởng này. Đấy. Thì dao rèn thủ công nên là cái sống dao rất là dày. Còn một con dao công nghiệp nhé, đâu không có con dao công nghiệp nào ở đây. Thì cái sống dao nó sẽ đều nhau và nó chỉ có dày khoảng 2.5 ly thôi, nghĩa là dày với mức độ này thôi. Còn cái dao thủ công thì sống dao rất là dày, khỏe dao nhé, khỏe dao này. Cái nhát cắt ở dưới này nó sẽ rộng hơn này, sẽ bị chống dính rất là tốt. Đấy. Thì là dao hai lưỡi dành cho người bắt nét lại nhé. Đấy, lưỡi dao là dao hai lưỡi rất là mỏng này, thì dành cho người thuận tay phải tay trái đều sử dụng được, chứ không như dao một lưỡi là chỉ có tay phải dùng hoặc tay trái dùng được thôi. Thì sử dụng siêu thép giấy xanh. Đây. Đấy. Thì con dao này đang được hỗ trợ với mức giá là 3.2 triệu nhé. 3.2 triệu cho một con dao Gyuto lưỡi 21 cm sử dụng siêu thép giấy xanh. Mức giá rất là hời. Anh em có thể liên hệ theo Zalo Facebook mình để dưới này là Trần Dũng nhé, hoặc là gõ một phát chữ Dũng Dao Dạo là thương hiệu của mình nhé, gọi biệt danh của mình thì sẽ tìm ra được một cách rất dễ dàng. Thì tổng chiều dài của con dao Gyuto này là 36 cm, lưỡi là 21 cm, bản rộng tiêu chuẩn là 4.5 nhé. Con này cũng được đạt 4.5 luôn. Và con này trọng lượng của nó là hơn 150 gram này, trọng lượng là 150 gram, sống dao dày khoảng hơn 3 ly, gần 4 ly nhé. Đấy. Thì anh em nào mua hàng thì có thể liên hệ với mình, hiện tại thì mình chỉ có một con thôi, bởi vì số lượng thì cũng không mua được nhiều, bởi vì nó rẻ ấy, nên là cũng không được mua nhiều. Mỗi lần mua chỉ mua được một con thôi, cũng chả mua được nhiều. Nên là anh em nào chốt thì chốt sớm cho mình nhé. Mình xin kết thúc video ở đây ạ.